À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Memfo, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là tạo ra một đối tượng vuông góc có một đoạn thẳng trong phần mềm nha. Rồi ta bắt đầu vào phần mềm Memfo nha. Giả sử ta muốn tạo ra một đoạn thẳng vuông góc với cái đường thẳng này, bất cứ đoạn nào trong đây thì ta bấm vào đây nè nha. Đó. Vuông góc. Giả sử muốn cho vuông góc cái này thì cái này vô. Đó. Vuông góc chúng ta đẩy đẩy hướng gì đó nha, điểm một là điểm ở ngoài, còn điểm muốn vuông góc cái nào thì đẩy vô cạnh đó nha. Đó. Ở ngoài thì đẩy vô nè, lưu ý nha, bấm điểm ngoài vuông góc với cạnh nha. Đó. Chú ý mũi tên nè, ở ngoài vuông góc với cạnh nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.